Tiếng còi sau đó đã vang lên. Và có vẻ như là một quả penalty. Đó là một tình huống mà trọng tài xác định Hoàng Dương đã dùng tay chê bóng trong vòng cấm. Đây sẽ là cơ hội dành cho Olaha. Một thời cơ không thể tuyệt vời hơn để Sông Lam Nghệ An trở lại trong trận đấu này. Olaha! Không có sai lầm nào cả. Olaha đã đánh lừa được thủ thành Văn Công để đem về bàn thắng gỡ hòa dành cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ngọc Hà. TVDC! Đó chính xác thì là pha làm bàn của Paulo Conrado. Quả ném biên mạnh. Cơ hội. Tuyệt hay. Cú đá đầu tiên của hiệp tiêu thứ hai và nó thuộc về Thanh Đức. Đã có những dấu ấn tới từ Mạnh Quỳnh. Paulo Conrado, bóng hướng tới Hoàng Vũ Samson. Làm gì? Rất hay! Quá đẳng cấp, bàn thắng cực kỳ đẳng cấp của Hoàng Vũ Samson. Và nó đưa câu lạc bộ Quảng Nam tới gần hơn với tấm vé chung hạng ở mùa giải năm nay. Đang là cao thủ áo trắng. Ngã rồi, penalty. Quả penalty thứ hai dành cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ở trong trận đấu này. Tiếng còi đã vang lên đầy quyết đoán. Olaha! Thêm một lần nữa Olaha đánh bại được Văn Công. Vẫn là một tình huống dứt điểm vào chính giữa khung thành. Trong bối cảnh Olaha đã phán đoán được nhịp đổ người của thủ môn đối phương. Bóng một lần nữa được phá ra. Pha bỏ bóng thông minh của Paulo Conrado và sau đó là tốc độ những pha lướt đi của số 30 Paulo Conrado. Đó chính là những minh chứng cực kỳ rõ nét về sự vượt trội giữa những ngoại binh của hai đội bóng. Họ gần như sẽ chắc chắn trụ hạng sau chiến thắng trước câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Còn với Sông Lam Nghệ An, đội bóng này sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong hai vòng đấu còn lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.